Thì em cũng đến nhà anh Hạnh rồi, ở tổ 1 Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội. Các bác cùng theo chân em vào nhà anh nhá. Và đây thì cũng có bạn Dũng chuyên lơ xe cho anh em đi lắp đặt. Các bác vào cùng em vào xem không gian nhà bác. Rồi, không gian nhà anh cũng lý tưởng đấy. Và nhà ốp đá hết tường cho sạch anh. Không rơi được thạch cao đâu anh ạ. Mình để dưới này thì thoải mái. Cả treo lên treo ti thoải mái anh ạ. Vâng. Vâng. Mình chưa mua tivi anh. À, vâng, thì đây là không gian nhà anh ý nhá. Thì cùng mời các bác vào xem không gian của bác. À, sau đây thì mời các bác vào nghe một đoạn ca khúc sau khi em lắp đặt xong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai. Em ơi xin lại
cho anh siết chặt nụ cười xinh xinh. Từ đây đến đây chẳng thành đèn, mình không nghe nói không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Từ đây đến đây chẳng thành đèn, mình không nghe nói không.